Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 21 tháng 4 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do với những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Hai mẹ con nhà hoạt động Cấn Thị Thêu sẽ bị xét xử vào ngày 5 tháng 5. Biển Đông, 4 chiến hạm của Úc và Pháp tập trận chung. Khu trục hạm Nhật Bản thăm Việt Nam. Ấn Độ giúp Việt Nam đóng và bảo trì tàu chiến. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 5 năm 2021 tới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình sẽ mở phiên xét xử bà Cấn Thị Thêu và con trai là anh Trịnh Bá Tư với cùng cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chị Trịnh Thị Thảo, con gái của bà Thêu, vào chiều ngày 21 tháng 4 xác nhận thông tin vừa nêu và cho biết thêm là tinh thần của hai người đều khá vững vàng. Chị Thảo nói qua điện thoại như sau. Luật sư của mẹ em và Tư nhận được giấy mời là vào ngày 5 tháng 5 năm 2021 tới đây là diễn ra phiên tòa xử mẹ em và Tư ạ, phiên tòa sơ thẩm ạ. Gặp thì anh Luân Lê với chị Lệ Quyên nhắn là mẹ em và Tư đều khỏe, tinh thần ổn định, mạnh mẽ, kiên định vững vàng. Còn lần gặp trước thì Luân Lê có vào gặp mẹ em, anh ấy có đề nghị cái tình trạng giam giữ thì lần vừa rồi vào gặp thì thấy anh luật sư Luân Lê nói là tình trạng giam giữ được cải thiện hơn ạ. Anh có nói là chỗ Tư thì chỉ giam 3 người thôi ạ, nên là có vẻ không chật chội như lần đầu tiên vào ạ. Mẹ em thì qua anh Luân Lê thì anh Luân Lê nói là mẹ em là lúc nào cũng mạnh mẽ ạ. Và qua anh Luân Lê thì mẹ em có gửi lời hỏi thăm tới gia đình, bạn bè trong thời gian qua đã quan tâm đồng hành cùng gia đình em trong suốt thời gian 3 người bị bắt ạ. Luật sư Lê Văn Luân sau cuộc thăm gặp bà Cấn Thị Thêu tại trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình hôm 19 tháng 4 viết trên Facebook cá nhân nói cả hai đều giữ quyền im lặng. Xin trích, về tinh thần và quan điểm họ không khai gì suốt giai đoạn điều tra, giữ quyền im lặng. Đến nay họ vẫn giữ nguyên những nhận thức của mình trước các cáo buộc về việc dùng tài khoản xã hội để thực hiện tuyên truyền chống nhà nước. Bà Thêu có nhắc lại sự kiện biết Tư tuyệt thực khoảng 20 ngày và bà nói bằng giọng trùng xuống. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào đây khi nghe tin đó, cô nhỏ 2 giọt nước mắt mà cô coi đó như là giọt máu. Sau đó khi biết sức khỏe của con trai cô ổn thì cô lại trở lại sự mạnh mẽ như ban đầu. Bà Cấn Thị Thêu và con trai là anh Trịnh Bá Tư phải đối diện với mức án 7 năm tù giam nếu bị tuyên là có tội trong phiên tòa sắp tới. Vào ngày 24 tháng 6 năm ngoái, Cơ quan An ninh Việt Nam bắt giữ ba mẹ con bà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư cùng với bà Nguyễn Thị Tâm ở Dương Nội. Anh Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm bị tách ra một vụ án riêng do Công an Hà Nội thụ lý. Khinh hạm HMAS Anzac và tàu tiếp liệu dầu HMAS Sirius của Hải quân Hoàng gia Australia đã có cuộc tập trận chung ở Biển Đông cùng với Hải quân Pháp. Phía Pháp cử tàu sân bay trực thăng LHD Tonnerre có khả năng đổ bộ binh lính và thiết giáp cùng với khinh hạm lớp Lafayette mang tên Suicouf F711. Trang Facebook của Bộ Quốc phòng Úc đăng tải các hình ảnh về cuộc tập trận chung hôm 19 tháng 4 2021, đồng thời cho biết các chiến hạm của Úc và Pháp đã làm việc và huấn luyện cùng nhau trong vài tuần trên khắp Đông Nam Á và Đông Bắc Ấn Độ Dương. Theo đó, việc triển khai này là một phần trong chương trình cam kết quốc tế lâu dài và mạnh mẽ của quân đội Úc, thể hiện cam kết của Úc trong việc hợp tác với các đối tác trong khu vực để giải quyết những thách thức chung. Các hình ảnh được đăng tải cho thấy tàu sân bay trực thăng LHD Tonnerre và khinh hạm Suicouf của Pháp cùng được tiếp dầu từ tàu tiếp liệu HMAS Sirius của Australia trong khi đang hành trình trên biển. Theo Naval News, chuyên đưa tin về các sự kiện và chương trình quốc phòng mới nhất của Hải quân các nước, cho biết đợt triển khai dài ngày Jeanne d'Arc năm 2021 của Hải chiến hạm Pháp sẽ ghé đến 10 cảng, trong đó có 2 lần quá cảnh Biển Đông và ghé thăm 2 cảng của Việt Nam, trong đó có cảng Cam Ranh. khu trục hạm JS Akibono của Nhật Bản vào ngày 20 tháng 4 cập cảng Đình Vũ, Hải Phòng, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị 3 ngày tại Việt Nam. Trong chuyến thăm lần này, khu trục hạm JS Akibono chở theo 247 thành viên dưới quyền chỉ huy của thuyền trưởng Hamasaki Shingo. Mục tiêu chuyến thăm được cho biết nhằm tìm hiểu dịch vụ hậu cần và kỹ thuật tại Hải Phòng. Bên cạnh đó, đại diện khu trục hạm JS Akibono sẽ có những cuộc gặp trực tuyến với Học viện Hải quân Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam 3 ngày của khu trục hạm JS Akibono là một nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản, củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa đôi bên. Chiến hạm JS Akibono DD-108 được biên chế hồi tháng 3 năm 2002 và là khu trục hạm thứ 8 thuộc lớp Mirasame của Nhật Bản. Nhật Bản vào tháng 10 năm ngoái đưa khu trục hạm JS Kirishima đến Biển Đông tập trận chung với khu trục hạm USS John S McCain của Hoa Kỳ và hộ vệ hạm HMAS Arunta của Australia. Cuộc diễn tập được tiến hành vào khi Thủ tướng Suga Yoshihide đến thăm Việt Nam trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong cương vị người đứng đầu chính phủ Nhật Bản. Trong thông điệp đưa ra tại Hà Nội, ông Suga Yoshihide cho biết Việt Nam là đối tác quan trọng của Tokyo và đóng vai trò trọng yếu trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tự do và rộng mở của Nhật Bản. Theo thông tin được đưa ra tại một cuộc họp trực tuyến giữa các quan chức quốc phòng và ngoại giao Ấn Độ và Việt Nam về hợp tác quốc phòng giữa hai nước, Ấn Độ cam kết giúp đỡ Việt Nam trong việc đóng và bảo trì tàu chiến nhằm thực hiện cam kết giúp Việt Nam hơn nữa trong việc hiện đại hóa và đào tạo lực lượng vũ trang. Đại diện Ấn Độ, ông Anurag Baspai, Tổng thư ký Cơ quan phụ trách Công nghiệp Quốc phòng của Ấn Độ, phát biểu tại cuộc họp rằng việc Ấn Độ giúp Việt Nam trong công nghiệp quốc phòng cũng là nằm trong mục tiêu giúp Ấn Độ tự cường trong lĩnh vực quốc phòng, vì tự cường không chỉ chú trọng ở trong nước mà còn phải sản xuất các sản phẩm có chất lượng cho các quốc gia đặc biệt hữu nghị. Tham gia hội nghị này, từ phía Hà Nội còn có Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma và Trung tướng Trần Hồng Minh, chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Việt Nam và Ấn Độ đã nâng cấp quan hệ lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016. Cả hai nước đều có những căng thẳng trong quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc liên quan đến vấn đề trên biển. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đỉnh Tin ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.